vẫn còn phong độ rất tốt, được mời về thi đấu cho câu lạc bộ quê nhà. Bên cạnh đó, những cầu thủ đang ở độ chín như Văn Đức và Xuân Mạnh vẫn đạt phong độ tốt. Ngoài ra là những cầu thủ trẻ ngày càng trưởng thành. Hiệp một đã bắt đầu. Ở hiệp một, sau Long An bảo vệ cầu môn bên phải thành nhỏ của bạn. Đội xuất phát của chủ nhà gồm có số 2 Phạm Thế Nhật, số 3 đội trưởng Quế Ngọc Hải, số 7 Phạm Xuân Mạnh, số 14 Nguyễn Văn Việt, số 18 Nguyễn Văn Hoàng, số 20 Phạm Văn Đức, số 23 Đinh Xuân Tiến, số 66 Trần Đình Đồng, số 66 Trần Đình Hoàng, số 79 Mai Sĩ Hoàng, số 86 Thái Bá Sang và số 91 là Oceni. Huấn luyện viên trưởng của Sông Long An là Nguyễn Huy Hoàng, nguyên là một trung vệ thép của bóng đá Việt Nam. Đội xuất phát của Đông Á Thanh Hóa gồm có số 4 Đàm Tiến Dũng, số 10 đội trưởng Lê Văn Thắng, số 11 Lê Phạm Thành Long, số 15 Trịnh Văn Lợi, số 19 Lê Quốc Phương, số 20 Nguyễn Trọng Hùng, số 25 thủ môn Nguyễn Thanh Diệp, số 29 Đoàn Ngọc Hà, số 34 Doãn Ngọc Tân, số 42 Victor Kamuka và số 95 là Gustavo Santos. Huấn luyện trưởng của Thanh Hóa là ông Petrovic người Serbia. Pha chạy bóng khá nguy hiểm. Thêm một pha xử lý vất vả của thủ môn Văn Hoàng. Có thể nói việc Văn Đức trở lại phong độ và đầy đủ cảm hứng là điều mà chúng ta rất mừng. Huấn luyện viên Park Hang-seo đương nhiên cũng rất vui. Bởi vì Văn Đức phong độ tốt thì đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm những lựa chọn và thêm cả khả năng gây đột biến. Theo thống kê thì năm chấu gần đây giữa Thanh Hóa và Sông Long An, Thanh Hóa thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Lúc này sát cánh với Huy Hoàng trên bàn ghế chỉ đạo của Sông Long An là những cầu thủ cũ của xứ Nghệ nổi tiếng. Có thể kể đến những cái tên như Văn Quyến, Như Thuật và cả cựu thủ môn Đức Thắng. Đức Thắng cũng từng là huấn luyện viên trưởng của Sông Long Nghệ An. Văn Lợi rất tiếc là đã việt vị. Người đã việt vị là đội trưởng Lê Văn Thắng. Lê Văn Thắng đã có được 2 bàn thắng ở mùa giải này. Trợ lý trọng tài đã căng cờ ở một tình huống khá nhạy cảm. Văn Thắng đã cố gắng không di chuyển, không rơi vào bẫy vị, tuy nhiên trọng tài vẫn căng cờ. Những pha kết nối rất tốt của cao thủ Sông Long Nghệ An. Đường chuyền hơi sâu. Các trận đấu giữa Sông Long Nghệ An và Thanh Hóa bao giờ cũng gây sự chú ý. Đây là trận derby của Bắc Trung Bộ. Huấn luyện viên người Serbia Petrovic ngoài việc dắt câu lạc bộ Sao Đỏ Beograd từng đoạt cúp C1 thì ông còn gắn bó với nhiều đội bóng nổi tiếng khác như là Espanyol của Tây Ban Nha, Peñarol của Uruguay, Olympiacos của Hy Lạp, CSKA Sofia của Hungary, Anali của UAE và cả Bắc Kinh Quốc An của Trung Quốc. Thanh Hóa đã nhập cuộc rất tự tin. Cú đá không trúng đích. Pha dứt điểm của tiền vệ Lê Phạm Thành Long. Thành Long đã tung chân dứt điểm từ rất xa. Cự ly phải đến gần 35m. Quế Ngọc Hải. Pha chuyển hướng sang bên trái. Vẫn còn. Vẫn là cầu thủ chủ nhà. Pha chạy bóng hơi sâu, rất đáng tiếc.
Osiri lúc này đang là cầu thủ được Corvia Solomian chờ đợi sẽ tỏa sáng trên sân ring. Osiri năm nay đã 31 tuổi. Anh Lừng là thành viên của Nigeria vô địch giải U17 thế giới. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của Văn Việt. Pha ngắt bóng của Quế Ngọc Hải. Không được. Thi đấu trên sân Vinh nhưng cầu thủ Thanh Hóa nhập cuộc rất tự tin. Doãn Ngọc Tân, Victor Kamuka, trung vệ người Zimbabwe. Thông tin lên em ơi. Đây, cái thằng đó. Văn Lợi. Pha can thiệp của Mai Sĩ Hoàng. Người đối diện hậu vệ cánh phải Trịnh Văn Lợi. Văn Việt. Lê Văn Thắng. Oceani. Bóng được truyền lên cho Phan Văn Đức. Người đã kịp can thiệp là Victor Kamuka. Lúc này các trợ lý của ông Petrovic ở câu lạc bộ Đông Anh Thanh Hóa cũng là những người từng là cầu thủ của Thanh Hóa. Có thể kể đến những cái tên như Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Thành Dũng và Nguyễn Chí Công. Thêm một pha can thiệp của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Đàm Tiến Dũng. Thông tin lên em, thông tin lên em. Victor Kamuka, trung vệ cao đến 1m93. Mai Sĩ Hoàng. Trọng Hùng. Lê Văn Thắng, sút bóng. Thanh Hóa nhập cuộc rất thanh thoát và phần nào đó khiến cho Sông Nghệ An chưa thể triển khai lối chơi quen thuộc. Lê Văn Thắng đã nhiều tuổi nhưng vẫn là cầu thủ thi đấu rất nhiệt tình. Tốc độ bứt phá vẫn tốt. Chúng ta xem lại pha bóng rất xông xáo và giành bóng từ chân đối phương của Trọng Hùng. Lê Phạm Thành Long. Trọng Hùng. Cú đá từ xa của Đàm Tiến Dũng. Pha dứt điểm khá bất ngờ của Đàm Tiến Dũng. Đàm Tiến Dũng đã chơi rất hay ở vòng đấu trước khi mà Thanh Hóa vượt qua Viettel với tỷ số 1-0 trên sân nhà. Viettel chính là câu lạc bộ cũ của Đàm Tiến Dũng. Đàm Tiến Dũng lúc này thi đấu ổn định ở hành lang bên trái hàng thủ đội Đông Á Thanh Hóa. Thế Nhật. Quế Ngọc Hải. Phan Văn Đức. Hai bên đều có những cầu thủ mang áo số 20, nguyên là những cầu thủ tấn công biên và đều từng được gọi lên tuyển. Phan Văn Đức và Trọng Hùng. Trọng Hùng có nét rất giống với Phan Văn Đức. Văn Lợi. Okay.
Sông Lam Nghệ An vẫn đang nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên Thanh Hóa đang là đội chơi mạch lạc hơn. Thế Nhật, Quế Ngọc Hải, Quang, quay lên lên Việt, họ có đám lên Việt, lên Phan Văn Đức. Lúc này tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh vẫn đang được huấn luyện viên Huy Hoàng sử dụng ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chúng ta vẫn biết đến Phạm Xuân Mạnh với tư cách một cầu thủ đa năng. Tuy nhiên gần đây anh đá tiền vệ giữa và thành công là điều khiến cho nhiều người bất ngờ. Bóng được chuyền lên cho Trần Đình Hoàng. Trần Đình Hoàng đã trở về Sông Lam Nghệ An từ SHB Đà Nẵng. Thủ môn Thanh Diệp của Đông Á Thanh Hóa trước đây đã từng tỏa sáng ở màu áo Đồng Nai. Trong đó thủ môn Văn Hoàng của Sông Lam Nghệ An đã từng thi đấu cho Sài Gòn. Oceani. Hai bên đều đã rất hiểu nhau. Xuân Tiến. Phạm Xuân Mạnh. Xuân Tiến, tiền vệ mới 19 tuổi của Sông Lam Nghệ An. Oceani. Đường chuyền rất tốt cho Quốc Phương. Lê Quốc Phương chuyền vào cho Trọng Hùng. Pha cản phá của Thế Nhật. Cầu thủ vừa rồi đã chuyền bóng xuống cánh trái cho Quốc Phương là hậu vệ trẻ Đoàn Ngọc Hà. Cầu thủ mới 18 tuổi. Oceani. Ok, keep going, bắt. Hậu vệ cánh trái Đàm Tiến Dũng ném biên. Lê Phạm Thành Long. Trong buổi chiều ngày hôm nay cũng vào lúc 18 giờ ở sân Thiên Trường, Nam Định gặp Thành phố Hồ Chí Minh. Trong các buổi chiều và tối hôm qua và hôm kia đã diễn ra 4 trận đấu ở vòng 11 của Nations League. Phạm Văn Đức. Dĩ Hoàng. Khi mà Sông Lam Nghệ An đã có đủ tiềm lực thì họ luôn là một khối gắn bó, thi đấu đoàn kết và có những cầu thủ kế thừa nhau trong đội hình. Pha xử lý của Doãn Ngọc Tân. Quốc Phương. Vẫn là Quốc Phương. Rất hay. Quốc Phương vẫn có khả năng tạo đột biến ở cánh trái rất hay. Lê Phạm Thành Long. Thanh Hóa đang đá với bộ đôi trung vệ nước ngoài Cam Huca người Zimbabwe và Gustavo Santos người Brazil. Ok, hẹn lại một cầm chính lên với đám anh Mike. Cầu thủ vừa chuyền bóng là Gustavo Santos.
Chúng ta xem lại pha chuyền bóng của Doãn Ngọc Tân cho Quốc Phương. Quốc Phương và Thái Bá Sang. Sĩ Hoàng khá nguy hiểm. Oceni vừa ngã, tuy nhiên không có tình huống va chạm. Chính xác là cũng có va chạm, tuy nhiên Oceni rõ ràng là đã trượt ngã trước. Cả hai trung vệ của Thanh Hóa đều có chiều cao rất tốt. Gustavo Santos cao 1m95, Kamuka là 1m93. Hình ảnh quen thuộc của các huấn luyện viên Sông Lam Nghệ An. Trong nhiều năm qua thì huấn luyện viên xứ Nghệ là một đặc sản của V-League. Khi mà Sông Lam Nghệ An đá ở đâu, ở sân nào thì huấn luyện viên cũng rất đông. Nguy hiểm. Phạm Xuân Mạnh là một trong hai cầu thủ bật lên. Xuân Tiến, Thế Nhật, Oceni. Một pha xử lý khôn ngoan của Victor Kamuka. Trọng tài xác định là bóng vẫn trong sân khi thủ môn Thanh Diệp bắt bóng. Thành Diệp đã rất cố gắng để cứu bóng. Pha xử lý của Thế Nhật. Lê Văn Thắng đang bị đau. Trước đây Lê Văn Thắng đã từng thi đấu cho Hải Phòng và Cần Thơ. Anh trưởng thành từ chính câu lạc bộ Thanh Hóa. Văn Thắng sau khi trở về Thanh Hóa đã lập tức cho thấy sự quan trọng của mình. Lê Văn Thắng và Hoàng Đình Tùng là những cầu thủ do Thanh Hóa tự đào tạo nhiều tuổi nhất ở câu lạc bộ hiện nay. Quý Ngọc Hải đã có một bàn thắng ở mùa giải này. Sông Lam Nghệ An đã có 7 vị trí bàn ở mùa giải này. Con số này của Thanh Hóa là 4 người. Văn Lợi, Lê Văn Thắng, đường truyền hỏng. Chúng ta đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu tại vòng 11 Nai Quốc V-League 2022 giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa. Tỷ số trận đấu vẫn là không đều. Đây là buổi tường thuật được thực hiện với sự phối hợp giữa VTV Cup và công ty Next Media. Ở mùa giải hôm nay, toàn bộ các trận đấu của V-League và giải nhất giống như các mùa trước đều có trên các kênh sóng và ứng dụng của VTV Cup. Bên cạnh đó là toàn bộ 5 giải bóng đá hàng đầu châu Âu. Và mới nhất là các trận đấu của FC Pau, đội bóng mà Quang Hải đang thi đấu ở Ligue 2, giải hạng 2 của Pháp. Tập trung trong 20. Đến thời điểm này đội chủ nhà đã mắc 4 lỗi. Thêm một quả phạt dành cho Đông Á Thanh Hóa. Đàm Tiến Dũng sút bóng, cú đá rất mạnh. Đáng tiếc là bóng đi bồng. Một pha dâng cao tấn công của trung vệ người Zimbabwe Victor Kamuka. Pha chèo bóng rất tốt của Đàm Tiến Dũng. Rất khó chịu với các hậu vệ và thủ môn đối phương. Lên cao trên về đó.
Quế Ngọc Hải. Xuân Tiến. Phạm Xuân Mạnh. Thế Nhật. Sĩ Hoàng. Phan Văn Đức. Sông Lam Nghệ An vẫn đang thi đấu với sự kết hợp 3-5-2. Trên hàng công là bộ đôi Phan Văn Đức và Oseni. Pha va chạm giữa Trịnh Văn Lợi và Văn Việt. Huấn luyện viên Huy Hoàng lúc này đang để lại dấu ấn ở sông Lam Nghệ An, và sông Lam Nghệ An vẫn có thể hoàn thiện để qua từng trận sẽ còn chơi tốt hơn. Pha chạy bóng quá sâu, tình huống xử lý của Mai Sĩ Hoàng. Mai Sĩ Hoàng đã có một bàn thắng ở mùa giải này. Mai Sĩ Hoàng đang là vị trí chân giữ cánh trái của sông Lam Nghệ An. Ở cánh phải là Trần Đình Hoàng. Lê Văn Thắng. Văn Thắng đã bị đau. Có vẻ như Văn Thắng rất đau. Đã có một cú dẫm từ phía sau. Bác sĩ đã phải vào sân để chăm sóc cho Lê Văn Thắng. Cầu thủ dự bị của Đông Á Thanh Hóa ngày hôm nay gồm có Vũ Xuân Cường, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Hữu Dũng, Lê Xuân Hùng, Trần Bửu Ngọc, Lê Văn Cường, Lê Ngọc Nam, Lục Xuân Hưng và Amit. Lê Văn Thắng đã cố gắng tuy nhiên đã không thể chạy được nữa. Các thủ dự bị của sông Lam Ngang ngày nay gồm có Hồ Phúc Tịnh, Trần Đình Tiến, Trần Đình Đồng, Trần Nam Hải, Phan Xuân Đại, Hồ Khắc Lương, Trần Văn Tiến, Nguyễn Văn Bách và Hồ Văn Cường. Quế Ngọc Hải. Phạm Xuân Mạnh. Thế Nhật. Phạm Văn Đức. Xuân Mạnh. Phạm Văn Đức là người đang đá gần vị trí xin nhất. Tuy nhiên anh thường xuyên giật về để tìm kiếm cơ hội và tạo chỗ trống cho đội băng lên. Quế Ngọc Hải. Và va chạm khá nguy hiểm. Thẻ vàng dành cho Văn Việt. Gắn đi xoay cả đôi. Người bị đau vẫn là Lê Văn Thắng.
Chỉ trong ít phút, Lê Văn Thắng đã phải hứng chịu hai pha vào bóng. Thẻ vàng dành cho Văn Việt là chính xác. Trong bối cảnh mà Đông Á Thanh Hóa vắng Hoàng Đình Tùng và Paulo Mito, thì nếu Văn Thắng không thể đá tiếp sẽ là điều rất khó khăn đối với ông Petrovic. Huấn luyện viên Petrovic từng gắn bó với Thanh Hóa ở mùa giải năm 2007. Sau khi ra đi thì ông đã trở lại vào năm 2020 và đến bây giờ vẫn tỏ ra hợp với câu lạc bộ Thanh Hóa. Lê Văn Thắng là cầu thủ luôn chứng tỏ được ý chí trong thi đấu. Đường truyền của Sĩ Hoàng. Thanh Hóa vẫn đang có được tinh thần thi đấu rất tốt. Cự ly đội hình luôn được bảo đảm, khiến cho Sông Lam Nghệ An về cơ bản chưa thể triển khai lối chơi quen thuộc. Ok. Pha ném biên của Văn Lợi. Văn Đức. Thời gian cửa sau bóng vẫn đang thuộc về Sông Lam Nghệ An. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của cầu thủ trẻ Đoàn Ngọc Hà. Văn Việt. Đình Hoàng để mất bóng rất đáng tiếc. Xuân Mạnh cùng với Xuân Tiến và Văn Việt đang là bố ba giữa sân của Sông Lam Nghệ An. Lúc này bố ba trung vệ của câu lạc bộ xứ Nghệ gồm có đội trưởng Quế Ngọc Hải, số 2 Thế Nhật và số 86 Thái Bá Sang. Xuân Tiến, Oseni, đường truyền của Xuân Tiến, Văn Việt. Sở trường của Trọng Hùng là tấn công bên cánh trái. Tuy nhiên gần đây do đòi hỏi về chiến thuật, Trọng Hùng có thể đá ở các vị trí khác, đá ở bên phải và cả giữa hàng công. Chí Hoàng. Quế Ngọc Hải. Đình Hoàng. Chuyền bóng. Oseni. Vẫn là cao thủ Sông Lam Nghệ An. Xuân Tiến. Bấm bóng rất hay. Quả phạt góc cho đội chủ nhà. Liên tục những pha sóng gió trước cầu môn của Thanh Diệp. Đường chuyền vào của Mai Sĩ Hoàng. Xuân Tiến đang thi đấu chính trạng ở hàng tiền vệ của Sông Lam Nghệ An.
người đá phạt góc là Phan Văn Đức. Cầu thủ bật lên là Văn Việt. Những phút vừa qua trong cách chơi của Sông Lam Nghệ An, Phan Văn Đức và Văn Việt thường xuyên đảo chối cho nhau. Có thể Văn Việt dâng lên cao và Văn Đức giật về. Pha va chạm giữa Xuân Tiến và Quốc Phương. Rõ ràng là khi câu lạc bộ đã có thể mời trở về những cầu thủ vẫn còn ở đỉnh cao phong độ như Quế Ngọc Hải hay là Trọng Hoàng, thì những cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An sẽ có đà để tiến bộ nhanh hơn. Rất tiếc là lúc này Trọng Hoàng vẫn đang phải dưỡng thương. Theo thông tin chúng tôi nhận được thì Trọng Hoàng gần đây đã phẫu thuật và hiện nay đang cố gắng tập hồi phục. Xuân Tiến. Lê Phạm Thành Long. Đường chuyền của Xuân Tiến. Văn Việt. Đường chuyền phản công. Rất tiếc là Trọng Hùng đã không thể đón được bóng. Mở ra nhất. Hoàng lên đi Hoàng. Hoàng lên đi chuẩn bị. Trọng Hùng đang là người đá cao nhất trên hàng công của Đông Á Thanh Hóa vào lúc này. Mặc dù anh xuất thân là một tiền vệ. Lúc này trong 3 suất ngoại binh của Thanh Hóa thì có 2 trung vệ và 1 tiền vệ trung tâm là Jose Pinto người vắng mặt ở trận đấu ngày hôm nay. Bên phía Đông Á Thanh Hóa ở chiếu này Hoàng Đình Tùng không thi đấu và Trọng Hùng đường sử dụng ở mũi đá cao nhất trên hàng công. Ném biên cho Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ bị đau là Trọng Hùng. Một tình huống không có va chạm. Trọng Hùng nổi lên từ năm 2019. Rất tiếc là sau đó sự nghiệp đã bị gián đoạn bởi những chấn thương. Trọng Hùng bắt đầu bị chấn thương từ SEA Games 30 ở Philippines. Có một điều đáng tiếc là cầu thủ Việt Nam khi bị chấn thương vẫn hay bị đi bị lại, khiến cho cầu thủ vừa tốn kém sự nghiệp lại rơi vào tình thế khó khăn. Quốc Phương. Lê Phạm Thành Long. Đến lượt Quốc Phương bị đau. Pha va chạm giữa Quốc Phương và Đình Hoàng. Đây là thời điểm mà cả hai đội bóng Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa, những đội bóng láng giềng đều có được sự đầu tư tốt. Tuy nhiên Sông Lam Nghệ An vẫn đang có nhiều lợi thế hơn từ việc nhiều năm nay họ vẫn là nơi sản sinh ra nhiều cầu thủ tài năng.
liên tục có nguồn cầu thủ dự trữ. Phạm lỗi. Pha phạm lỗi của Mai Sĩ Hoàng. Sĩ Hoàng đã phạm lỗi với Doãn Ngọc Tân. Ngọc Tân trước đây từng thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng. Ở Thanh Hóa lúc này thời tiết khá mát mẻ. Nhiệt độ trên sân là 27 độ C. Vòng đấu trước, Đông Á Thanh Hóa đã thắng Viettel 1-0 ở sân nhà. Bàn thắng duy nhất của Thanh Hóa được ghi sau pha phản lưới nhà của Cao Trần Hoàng Hùng. Sông Lam Nghệ An vòng trước thi đấu tốt ở trận đấy, mặc dù thua Hà Nội với tỷ số 1-2. Ola là người mở tỷ số, sau đó xảy đến những bước ngoặt liên tục. Ola bị thẻ đỏ và tiếp đó là một quả penalty dành cho Hà Nội. Sân Vinh là nơi mà cổ động viên Thanh Hóa có thể di chuyển rất thuận lợi. Những năm gần đây, cổ động viên Thanh Hóa cũng thường theo chân đội nhà cổ vũ trên khắp cả nước. Có thể nói đến điểm này thì các cổ động viên theo chân đội nhà đi khắp cả nước nhiều nhất vẫn là cổ động viên của Nghệ An, Hải Phòng và Thanh Hóa. Không việt vị. Phan Văn Đức. Quốc Phương. Lê Văn Thắng. Vừa rồi là pha xử lý của Đoàn Ngọc Hà, cầu thủ 18 tuổi. Đoàn Ngọc Hà nguyên là một hậu vệ, nhưng hôm nay được sử dụng ở hàng tiền vệ. Trận đấu đã có tất cả 12 lỗi, trong đó 9 lỗi thuộc về đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Đàm Tiến Dũng. Trong buổi chiều và tối ngày thứ 6 ở vòng 11 của Nations League diễn ra 3 trận đấu. Hôm qua chỉ có duy nhất một trận. Hà Nội thắng 1-0 trên sân của Topelec Bình Định với bàn thắng của Tuấn Hải. Một pha ghi bàn ấn tượng của tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Victor Kamhuka. Trọng Hùng. Lại là Trọng Hùng. Trọng Hùng đã không thể đè người, tuy nhiên trọng tài thổi phạt. Quả đá phạt nguy hiểm dành cho đội khách Đông Á Thanh Hóa. Trọng tài thổi phạt Phạm Xuân Mạnh. Theo chúng tôi, Xuân Mạnh có lý do để phản ứng ở tình huống thổi phạt vừa rồi. Từ đầu trận, Văn Hoàng nhàn hơn rất nhiều so với người đồng nghiệp Thanh Diệp. Có thể sẽ là thử thách dành cho Văn Hoàng.
rất có thể người đá phạt là Quốc Phương. Lê Quốc Phương là chuyên gia lập những siêu phẩm bằng chân trái. Mùa giải này Quốc Phương chưa ghi bàn. Quả phạt cách cầu môn chỉ 17m. Quốc Phương rất tiếc là bóng đi bổng. Trước khi trở về Thanh Hóa, Quốc Phương từng là cầu thủ của câu lạc bộ Sài Gòn. Nào, tập trung lên nào. Có thể Quốc Phương dự định cứa bóng vào góc hiểm, nhưng anh đã thực hiện không được như ý. Quế Ngọc Hải. Lê Quốc Phương. Trọng Hùng. Rất hợp lý. Lê Văn Thắng đối mặt. Không vào. Văn Hoàng đã băng ra kịp thời. Sau đó Văn Hoàng đã bị đau. Đây là mùa giải mà thủ Văn Hoàng đã chứng tỏ phong độ ấn tượng trong cầu môn của Sông Lam Nghệ An. Cơ hội rất tốt dành cho Văn Thắng. Đường truyền thuận lợi. Tuy nhiên bóng bật ra hơi dài. Và Văn Hoàng với sự quyết đoán băng ra đã kịp cản phá. Vừa rồi mới là tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên, trúng cầu môn đầu tiên trong trận đấu. Văn Hoàng là thủ môn bắt dự bị cho Bùi Tiến Dũng ở chiến tích Thường Châu đầu năm 2018. Lúc đó anh vẫn là thủ môn của câu lạc bộ Sài Gòn. Chúng ta vừa xem lần nữa pha bóng xuất sắc của Văn Hoàng. Trong nhiều năm qua, Sông Lam Nghệ An luôn là nơi sản sinh ra những thủ môn giỏi. Phạm Xuân Mạnh. Đinh Hoàng. Quế Ngọc Hải. Thế Nhật. Văn Đức. Mai Sĩ Hoàng. Chuyển động. Đàm Tiến Dũng. Thanh Hóa lúc này đang thi đấu với Sương Dương Thuận 4-5-1. Cầu thủ thường xuyên cắm ở trên là Trọng Hùng. Ở khu vực phía Bắc lúc này nhiệt độ không phải là quá cao. Tuy nhiên với những người đá bóng thì vẫn rất khó chịu. Độ ẩm vẫn cao. Và sau những cơn mưa, nếu có nắng thì hơi nước bốc từ mặt sân lên. Rất khó chịu. Pha chèo bóng của Văn Đức. Phạm Xuân Mạnh đã phạm lỗi. So với đội chủ nhà, lực lượng của Thanh Hóa mỏng hơn. Đến lúc này thì có thể nói các học trò của ông Petrovic đang
thực hiện lối chơi rất hợp lý. Hiệp 1 thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ nhất là 2 phút. Trên hàng công của Thanh Hóa, Văn Thắng và Quốc Phương là những người luôn sẵn sàng dâng lên điểm chờ cho Trọng Hùng. Và va chạm khá nguy hiểm. Phạm Xuân Mạnh và Doãn Ngọc Tân. Các mọi người tập trung của em. Lúc này Ngọc Tân, Lê Phạm Thành Long và cầu thủ trẻ Đoàn Ngọc Hà đang là ba vị trí giữa sân của Đông Á Thanh Hóa. Đứng trước bóng vẫn là Đàm Tiến Dũng. Những giây cuối cùng hiệp 1 của trận đấu khá bất ngờ. Văn Lợi, Đàm Tiến Dũng quá sâu. Văn Hoàng tranh thủ phát bóng lên cho Oceni. Thế Nhật trong tài Hoàng Ngọc Hà đã nổi còi khép lại một trận đấu giữa hai đội Sông Long An và Đông Á Thanh Hóa. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất, câu lạc bộ Sông Long An và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa hòa nhau với tỷ số. Trong hiệp một, Thanh Hóa đã chơi với đấu pháp hợp lý, mặc dù vắng một số cầu thủ chủ chốt. Cứ liên đội hình của Thanh Hóa luôn được bảo đảm khiến cho Sông Long An không dễ. Chúng ta có đến hiệp 2 trận đấu giữa hai đội Sông Long An và Đông Á Thanh Hóa. Đấu sức tại vòng 11 Naiwok V-League 2022. Hiệp 2 của trận đấu, đội chủ nhà Sông Long An bảo vệ cầu môn bên trái mình các bạn. Hiệp 1 đã khép lại với tỷ số hòa không đều. Trong hiệp 1 của trận đấu cả hai bên đều không thay người. Ở hiệp 1, đội khách Thanh Hóa đã chơi với đối pháp hợp lý, khiến cho Sông Long An chưa thể triển khai lối chơi quen thuộc. Câu lạc bộ xứ Nghệ ngày hôm nay không có câu lạc bàn Olaha. Bên phía Thanh Hóa chiều đấu ngày không có ai bị treo giò, tuy nhiên họ cũng vắng hai vị trí rất quan trọng là Hoàng Đình Tùng và tiền vệ Jose Pinto. Quế Ngọc Hải, Thái Bá Sang. Lúc này Ngọc Hải, Bá Sang và Thế Nhật vẫn đang là ba trung vệ của Sông Long An. Quế Hoài đá ở giữa, Thế Nhật bên trái và Bá Sang ở cánh phải. Tập trung vào em. Đây là trận đấu mà Thanh Hóa thi đấu không có tiền đạo thực sự. Người đá cao nhất trên cầu của đội khách là Trọng Hùng. Những người luôn sẵn sàng hiểm trợ cho Trọng Hùng là Văn Thắng bên cánh phải và Quốc Phương ở cánh trái. Bóng được truyền cho Trọng Hùng nhưng đường truyền quá sâu. Thái Bá Sang. Bá Sang năm nay mới 23 tuổi. Xuân Tiến. Đường truyền của Thái Bá Sang. Oceni không có lối của Gustavo Santos. Ở trận đấu cùng giờ giữa Nam Định và Thành phố Hồ Chí Minh, đội chủ nhà đang dẫn 1-0 với bàn thắng của tân binh Victor Mansaray.
Gustavo Santos là người cao nhất trên sân lúc này. Anh cao đến 1m95. Pha phản lối của Victor Kamuka. Đứng trước bóng là Phan Văn Đức. Thái Ba Sang. Thế Nhật. Trên hàng công của đội chủ nhà Oceani vẫn là người đá cao nhất. Cầu thủ thường xuyên đá gần anh là Phan Văn Đức. Trong 11 thì có những thời điểm Văn Đức và Văn Việt đảo chỗ cho nhau. Văn Việt được đẩy lên đá cao. Văn Lợi. Thế Nhật. Cầu thủ Thanh Hóa vẫn đang chơi rất quyết tâm. Đây là trận đấu mà nếu thắng, Sông Lam Nghệ An sẽ lên xếp thứ hai chỉ sau câu lạc bộ Hà Nội. Trong hiệp 1 của trận đấu đã có hai tình huống Văn Thắng bị đau. Tuy nhiên anh vẫn cố gắng để đá tiếp. Đứng trước bóng là Lê Quốc Phương. Quốc Phương rất nguy hiểm. Pha cản phá vất vả của Văn Hoàng. Quốc Phương có thể tạo ra những tình huống hóc hiểm với cây chân trái rất hay của mình. Vẫn là Lê Quốc Phương. Pha xử lý có lẽ là bị vội. Đến lúc này cả hai bên đều vẫn chưa thay người. Đã có sự lưỡng lự trước khi xử lý bóng của cầu thủ Thanh Hóa. Nguyễn Ngọc Hải. Thái Ba Sang. Giả bóng lên nữa. Thế Nhật. Không. Điều nguy hiểm. Phan Văn Đức. Pha xử lý rất quen thuộc. Trọng tài đã thổi phạt. Oceani vẫn còn đó khả năng cán lướt và những pha dứt điểm sắc bén. Oceani vẫn đang tạo ra sự nguy hiểm thường trực trước cầu môn của Thanh Hóa. Victor Kamuka. Cú đá rất mạnh lên trên của Kamuka. Mạnh
Mai Sĩ Hoàng, Sĩ Hoàng và Đinh Hoàng, những người tên Hoàng vẫn đang chơi hai cánh của Sông Long An. Mai Sĩ Hoàng ở bên trái, còn Trần Đình Hoàng ở cánh phải. Lúc này Phạm Xuân Mạnh cùng với Văn Việt và Xuân Tiến vẫn đang là ba vị trí giữa sân của huấn luyện viên Huy Hoàng. Quế Ngọc Hải, Sĩ Hoàng, Văn Việt, Phạm Xuân Mạnh rất cố gắng chuyền vào Oseni. Victor Kamuka luôn theo Oseni rất sát. Chúng ta xem lại nỗ lực của Phạm Xuân Mạnh. Oseni đã tự trượt ngã, không có ai phạm lỗi với anh. Trọng Hùng đã việt vị. Năm 2019, Trọng Hùng đã có sự thăng tiến rất nhanh và anh được gọi vào đội U23 chuẩn bị cho SEA Games. Rất tiếc là tại SEA Games ở Philippines, Trọng Hùng đã bị chấn thương. Quế Ngọc Hải, Mai Sĩ Hoàng, Xuân Tiến, trận đấu vẫn đang diễn ra trong thế giằng co. Lê Phạm Thành Long, Gustavo Santos, pha mở bóng của Quế Ngọc Hải rất chính xác. Đinh Hoàng, quả phạt góc cho Sông Lam Nghệ An. Hiệp hai này rất có thể Sông Lam Nghệ An sẽ có thời điểm tăng tốc để chơi chủ động, tìm kiếm bàn thắng. Cầu thủ trẻ 18 tuổi Đoàn Ngọc Hà đang chơi rất tích cực. Ngọc Hà được bố trí chơi hàng tiền vệ, mặc dù sở trường là hậu vệ. Trọng tài cho rằng bóng đá chạm tay. Quế Ngọc Hải cho rằng bóng đá chạm tay cầu thủ Thanh Hóa. Quả phạt góc cho Sông Lam Nghệ An. Chúng ta xác định chỉ là một quả phạt góc thôi. Phan Văn Đức, pha bật rất cao của Quế Ngọc Hải. Trận đấu vẫn đang diễn ra với tốc độ trung bình.
đội chủ nhà thay người, đó là điều cần thiết. Bên phía câu lạc bộ chủ nhà sông Lam Ngàn có hai sự thay đổi người. Hai cầu thủ ra sân là cầu thủ mang áo số 14 Nguyễn Văn Việt và cầu thủ mang áo số 79 Mai Sĩ Hoàng. Hai cầu thủ được tung vào sân là cầu thủ mang áo số 15 Trần Đình Tiến và cầu thủ mang áo số 30 Hồ Văn Cường. Cầu thủ vào sân tiếp theo là Hồ Văn Cường. Năm nay mới 19 tuổi. Hồ Văn Cường là một hậu vệ. Lối của Xuân Tiến. Xuân Tiến phạm lối với Trọng Hùng. Đứng trước bóng là Lê Quốc Phương. Nguy hiểm. Văn Hoàng mang ra nhưng không thể đâm trúng bóng. Rất may là cuối cùng Văn Hoàng đã bắt được bóng. Rất nỗ lực. Tình huống có sương cao của trung vệ cao 1m95 Gustavo Santos. Cả hai trung vệ to cao của Thanh Hóa đều đã dâng lên. Điều này khiến cho Văn Hoàng phần nào mất phương hướng. Văn Hoàng sau đó đã rất nỗ lực để ôm gọn bóng. Gustavo Santos cao đến 1m95. Phút thứ 15 hiệp 2 của trận đấu và tỷ số vẫn là không đều. Quế Ngọc Hải. Giáo đi. Hải ơi, đứng nóng thôi Hải. Quế Hồng Hải. Oseni. Văn Cường. Đường chuyền của Đình Tiến. Quá sâu. Chúng ta vừa xem đường truyền của Trần Đình Tiến. Cầu thủ vào sân thay cho Văn Việt. Đến lúc này Thanh Hóa vẫn chưa thay người. Sông Lam Nghệ An đã thay hai cầu thủ. Tiến ơi, có cơ hội em tạt trên phải luôn nhưng mà phải quạt lại này. Tạt đi. Một trận đấu sân nhà và đương nhiên huấn luyện viên Huy Hoàng muốn giành chọn 3 điểm để có thể vươn lên. Qua đó, cao thủ Sông Lam Nghệ An bằng điểm với Hoàng Gia Lai nhưng xếp trên do hơn chỉ số vụ. Nam Tiến Dũng. Không lôi. Nam Tiến Dũng là cầu thủ từng góp công rất lớn giúp cho Viettel thăng hạng. Viettel đã trở lại V-League vào năm 2018. Nam Tiến Dũng là người đã chơi tốt ở giai đoạn quyết định của mùa giải. Quả ném biên cho Sông Lam Nghệ An. Đúng ở sân Vinh vào tháng 6 năm nay tại cúp Tứ Hùng miền Trung, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An từng vượt qua Thanh Hóa với tỷ số đậm là 6-0
Tuy nhiên bây giờ là V-League và đội bóng của ông Petrovic đang chứng tỏ quyết tâm cũng như khả năng thực hiện chiến thuật của huấn luyện viên người Serbia. Vòng đấu thứ 11 này là vòng đấu lịch sử của nước Việt Nam khi tất cả các trận đấu đều bắt đầu từ 6 giờ trở về sau, 6 giờ tối trở về sau. Chúng ta vừa xem lại pha bóng áp đảo về thể lực của Victor Kamhuka. Bóng đá Việt Nam từ trước đến nay chưa có bất cứ vòng đấu nào mà các trận đấu đều bắt đầu từ 18 giờ trở về sau. Trong suốt những năm qua, khi mà V-League có quy định các sân phải đá đen thì vẫn luôn có các trận đấu bắt đầu lúc 17 giờ mỗi vòng. Đây là vòng đấu đầu tiên, trận sớm nhất cũng là 18 giờ. Pha xử lý của Giang Ngọc Tân, Ngọc Tân xử lý bị chấp. Lê Phạm Thành Long, các tiền vệ Thành Long và Ngọc Tân đều đã từng thi đấu cho Hải Phòng. Hải ơi đừng ngóng vơi ơi, ba tung về đừng ngóng vơi. Đình Tiến, đường truyền của Vũ Hồng Hải đã bắt đầu có những pha dâng cao thường xuyên hơn của thủ quân Vũ Hồng Hải. Ngọc Hải là cầu thủ có thể dâng cao và chuyền bóng tốt. Lê Phạm Thành Long, Victor Kamhuka. Lại là một pha xử lý bị quá chân của cầu thủ Thanh Hóa. Quế Ngọc Hải, đường truyền của Xuân Tiến, đường truyền khó chịu, rất nguy hiểm, đường truyền gây hoan cho cả trung vệ và thủ môn. Đã xảy ra một tiếng va chạm. Chúng ta xem lại đường truyền của Xuân Tiến cho Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã va chạm với thủ môn Thanh Diệp. Thanh Diệp đã mang ra can thiệp kịp thời. Đến lúc này Thanh Diệp đã chơi chắc chắn trong cầu môn của Đông Á Thanh Hóa. Lối chơi của Sông Long An vẫn chưa được như dự kiến. Bên cạnh việc câu lạc bộ xứ Nghệ và Ngô La Ha thì ngày hôm nay Thanh Hóa đã chơi quyết tâm với đấu pháp hợp lý và tỏ ra rất hiểu Sông Long Nghệ An. Trợ lý đồng hương của huấn luyện viên Petrovic ở đội Thanh Hóa lúc này là Speto. Huấn luyện viên lão làng Petrovic đã từng gắn bó với những câu lạc bộ nổi tiếng ở cả châu Âu, Nam Mỹ và châu Á. Ông từng gắn bó với đội bóng nổi tiếng Uruguay là Peñarol. Khu vực khán đài B quen thuộc dành cho cổ động viên của tuyến giữa của Thanh Hóa ngày hôm nay không có Jose Pinto, cũng là mất mát khá lớn. Jose Pinto là người đã có được 3 bàn thắng ở mùa giải này. Với Thanh Hóa thì trận đấu ngày hôm nay nếu giành được một điểm ở sân Vinh, đó là một tỷ số tốt
mộng lên đó. Văn Hoàng. Pha xử lý của Trọng Hùng. Người đá biên là Trịnh Văn Lợi. Văn Lợi. Việt. Victor Kamuka. Quốc Phương có khoảng trống. Quốc Phương không thể dứt điểm. Dứt điểm. Không vào. Suýt nữa Thanh Hóa ghi bàn. Tuy nhiên đó là phóng vị vị. Cầu thủ mang vào là Lê Văn Thắng. Đàm Tiến Dũng là người đã truyền vào từ cánh trái. Cánh trái của Thanh Hóa gần đây rất mạnh, với hai cầu thủ thân chân trái là Đàm Tiến Dũng và Quốc Phương. Đúng là vừa rồi Lê Văn Thắng đã việt vị. Phạm Xuân Mạnh. Thế Nhật. Đường truyền của Xuân Mạnh. Và va chạm giữa Lê Quốc Phương và Hồ Văn Cường. Những trận đấu gần đây Quốc Phương thi đấu rất tốt. Sông Lam Nga mới đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn. Thời gian kiểm soát bóng của Sông Lam Nga gấp rưỡi so với Đông Á Thanh Hóa. Đi chuyển chéo đi, cứ đi chuyển chéo này, em cứ chạy chéo đi. Lại lần nữa. Đàm Tiến Dũng. Oshini luôn được chăm sóc rất kỹ. Pha can thiệp của Gustavo Santos. Đội khách thay cầu thủ. Bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có sự thay đổi người. Cầu thủ giơ chân là cầu thủ mang áo số 19 Lê Quốc Phương. Vào sân cầu thủ là vào sân Amit. Mang áo số 27 Amit. Pha cản phá dứt khoát. Victor Kamuka. Lê Quốc Phương trước khi rời sân đã thi đấu rất sông sáo và hiệu quả ở bên cánh trái của Đông Á Thanh Hóa. Amit, cầu thủ mới vào sân. Quý Ngọc Hải. Ai đâu?
Không chọt á. Trận đấu này phải tạm dừng. Đã có tất cả 24 lỗi, trong đó 16 lỗi thuộc về đội chủ nhà sông Long An, gấp rưỡi so với Thanh Hóa. Lê Văn Thắng phạm lỗi với Xuân Tiến. Sự trầm tư của huấn luyện viên Huy Hoàng. Sông Lam Nghệ An có thể thay thế 3 cầu thủ. Số 17 Nam Hải sẽ vào sân. Trần Nam Hải năm nay mới 18 tuổi. Phan Văn Đức như vậy đã phải rời sân vì chấn thương. Sông Lam Nghệ An đã thay 3 cầu thủ, còn Đức Quán Thanh Hóa thay 1 người. Trọng tài thổi phạt Đình Hoàng. Câu lạc bộ Sông Lam có sự thay đổi người. Cầu thủ rời sân, cầu thủ mặc áo số 20 Phạm Văn Đức. Cầu thủ vào sân là cầu thủ mặc áo số 17 Trần Nam Hải. Sau khi vào sân, Nam Hải là cầu thủ trẻ nhất của Sông Lam Nghệ An, 18 tuổi. Bằng tuổi Đoàn Ngọc Hà của Thanh Hóa. Pha phạm lỗi của Đàm Tiến Dũng. Tiến Dũng phạm lỗi với Nam Hải, cầu thủ mới vào sân. Đường chuyền của Xuân Mạnh, Oseni. Đánh đầu. Pha xử lý của Xuân Tiến. Quả phạt cho Sông Lam Nghệ An. Cầu thủ phạm lỗi là Đoàn Ngọc Hà. Sáng ơi, Sáng. Nói thằng Hải phải tức tiền đá tu lại nhá. Đá tu lại, mạnh lên đi là ngắt. Phút thứ 76 và tỷ số vẫn là không đều. Đứng trước bóng là đội trưởng Quế Hồng Hải. Quế Hồng Hải là cầu thủ có thể câu bóng rất hay. Pha cản phá của Victor Kamuka. Quế Hồng Hải. Trong Hùng đã có một trận đấu rất sông sáo. Bỏ vào trong này, tiền về hai đá chưa? Người đá biên là Hồ Văn Cường. Hai, đá chưa em? Thế Nhật. Đá tua chưa? Quế Ngọc Hải. Thái Ba Sang. Đá ra cái đá sệt xuống chứ. Thanh Hóa vẫn đang dưới cái đội hình rất tốt. Oseni giật gót lại nhưng không có ai. Chuyển nhanh, chuyển nhanh. Thái Hóa Sang. Huấn luyện viên Huy Hoàng liên tục thúc giục cao thủ triển khai tấn công nhanh và mạch lạc hơn. Quế Ngọc Hải. Tập trung mới trống á. Không được, không kịp đâu.
Lê Phạm Thành Long, Nam Hải, Phạm Xuân Mạnh, chuyền vào. Oceni vẫn luôn bị phong tỏa, rất cố gắng chuyền vào, tuy nhiên lại là cái đầu ở tầm cao 1m95 của Gustavo Santos. Lúc này câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có những ngoại binh tốt, tuy nhiên câu lạc bộ xứ Nghệ vẫn có nguồn cầu thủ dồi dào và ngoại binh vẫn chỉ là phần tô điểm cho chỗ. Đó chính là niềm tự hào của bóng đá Nghệ An. Tuy nhiên ngày hôm nay Sông Lam Nghệ An đã gặp phải một đội Thanh Hóa đã thi đấu có thể nói là đầy tính toán trong lối chơi, thi đấu rất ngoan cường, hợp lý. Bá Sang, Quế Ngọc Hải, Văn Lợi, quá mạnh. Thái Bá Sang, đường chuyền của Đình Tiến, không được. Pha xử lý của Hồ Văn Cường, cầu thủ vào sân hai người. Hồ Văn Cường đang đá ở cánh phải của đội chủ nhà. Và Trần Đình Hoàng được đảo sang cánh trái thay vị trí của Mai Sĩ Hoàng đã rời sân. Đông Á Thanh Hóa tiếp tục thay người, vào sân là số 32 Lê Ngọc Nam. Nếu như trận đấu khép lại với tỷ số hòa, theo chúng tôi đó là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của Thanh Hóa. Bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có sự thay đổi người. Ngọc Nam vào sân. Cầu thủ mang áo số 29 Đoàn Ngọc Hà rời sân. Cầu thủ vào sân mang áo số 32 Lê Ngọc Nam. Lê Ngọc Nam năm nay 29 tuổi. Ở câu lạc bộ xứ Nghệ lúc này Quế Ngọc Hải đóng vai trò thủ lĩnh, giống như vai trò của Hữu Thắng và Huy Hoàng trước đây. Cường, Đình Tiến, Nam Tiến Dũng, theo Tiến, theo, tục đây, nhanh lên, nhanh lên, anh đây đã chưa. Khi mới xuất hiện ở đội 1 Thanh Hóa thì lối đá của Trọng Hùng rất giống với Phan Văn Đức, cũng sở trường là tấn công bên trái, đi bóng vào trong và sút chân phải. Trần Đình Tiến, Thanh Hóa phản công. Rất tiếc đó là pha phản công bất thành. Đường chuyền của Đình Tiến. Theo. Lê Phạm Thành Long. Ngọc Nam. Trọng Hùng. Lê Phạm Thành Long. Ừ.
Đàm Tiến Dũng. Pha chạy bóng rất đúng tầm của Đàm Tiến Dũng. Một quả ghim rất hay từ bên cánh trái. Câu lạc bộ chủ nhà Sông Lam Ngàn có sự thay đổi người. Cầu thủ mang áo số 23 Đinh Xuân Tiến rời sân. Cầu thủ vào sân mang áo số 21 Phan Xuân Đại. Bên phía Sông Lam Nghệ An, cầu thủ trẻ Xuân Tiến rời sân. Vào sân là số 21 Phan Xuân Đại. Xuân Đại cũng 19 tuổi, bằng tuổi với Xuân Tiến, người mà anh vừa vào sân thay thế. Hồ Văn Cường. Đàm Tiến Dũng. Thêm một trận đấu mà Đàm Tiến Dũng đã thi đấu tốt trong vai trò hậu vệ trái của Đông Á Thanh Hóa. Nguy hiểm, không vào. Đã là phút thứ 85 rồi. Sông Lam Nghệ An đã rất nỗ lực thay nhiều cầu thủ, tuy nhiên không dễ để ra những gọi thực sự trước cầu môn của Thanh Diệp. Quế Ngọc Hải. Một pha bắt bài. Lê Văn Thắng. Pha bật tường của Thành Long. Đình Tiến. Oseni. Cầu thủ Đông Sông Lam Nghệ An đương nhiên là sốt ruột hơn. Tình huống có rất đông cầu thủ trước cầu môn của Thanh Diệp. Các nhân viên hành cáng đã rất khẩn trương để đưa Trọng Hùng ra ngoài sân. Quế Ngọc Hải. Thái Bá Sang. Đàm Tiến Dũng. Trọng Hùng. Ở sân Thiên Trường lúc này, Nam Định đang dẫn Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-1. Nam Định là đội mở tỷ số, sau đó Thành phố Hồ Chí Minh sai bằng tỷ số 1-1. Và vừa rồi thì đội bóng Thành Nam đã lại vượt lên dẫn bàn. Văn Hoàng đang có phong độ tốt, chiều cao của anh rất lý tưởng, 1m82. Đông Á Thanh Hóa thay người.
Bên phía câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa có sự thay đổi người. Hậu vệ mang áo số 3. Cầu thủ mang áo số 10, Lê Văn Thắng rời sân. Lê Văn Thắng rời sân. Cầu thủ mang áo số 3, Vũ Xuân Cường vào sân. Huấn luyện viên Về Thủ Vinh tăng cường phòng ngự. Đương nhiên lúc này điều mà Thanh Hóa hướng đến là một điểm. Năm trận ở đây gặp Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa vẫn đối đầu tốt hơn. Thắng 2, hòa 2 và thua 1. Nếu hòa trận này thì Sông Lam Nghệ An bỏ lỡ cơ hội vươn lên vị trí nhì bảng. Lúc này Hà Nội vẫn đang dẫn đầu bảng với 23 điểm. Hoàng Anh Gia Lai xếp thứ 2 với 19 điểm. Sông Lam Nghệ An lúc này đang có 16 điểm. Cầu thủ Thanh Hóa của ông Petrovic đang cố gắng làm giảm tốc độ trận đấu. Thanh Hóa đã thay 3 cầu thủ. Cú đá từ xa, pha vùng chân sút bóng bất ngờ. Đó là pha dứt điểm của cầu thủ vào sân thay người, số 27 Amit. Amit là cầu thủ trưởng thành từ học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Arsenal GMG. Thời gian bù giờ của hiệp đấu thứ hai là 4 phút. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Pha va chạm giữa Gustavo Santos và Phan Xuân Đại. Vòng đấu tiếp theo, Đông Á Thanh Hóa trở về sân nhà gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sông Lam Nghệ An vòng tiếp theo thi đấu trên sân của Nam Định. Thế Nhật. Quế Ngọc Hải. Thanh Hóa vẫn đang thi đấu rất kỷ luật, không để cho Sông Lam Nghệ An có nhiều khoảng trống. Ngày hôm nay các tiền vệ Doãn Ngọc Tân và Lê Phạm Thành Long của Thanh Hóa đã chơi rất tập trung và hiệu quả. Đình Tiến. Đường chuyền của Quế Ngọc Hải. Đã xảy ra tình huống va chạm. Pha va chạm giữa Phan Xuân Mạnh và Gustavo Santos. Gustavo Santos thật sự là một cây sào, một trong cầu thủ cao nhất ở V-League, chiều cao 1m95. Nhấc vào đi, đừng để anh gọi nữa. Sao luôn,
Đình Tiến. Những giây cuối cùng của trận đấu. Xuân Cường không kịp. Nếu hòa trận này thì Songnam sẽ từ thứ tư vươn lên thứ ba bằng điểm với Hải Phòng, tuy nhiên hơn Hải Phòng về chỉ số vụ. Mục tiêu của Sông Long An ở trận đấu ngày hôm nay là vươn lên nhì bảng. Thẻ vàng dành cho ông Petrovic. Huấn luyện viên lão làng Petrovic là người thường xuyên bày tỏ những cảm xúc thật của mình. Ông là người bộc trực và cũng hay va chạm với trọng tài. Lê Phạm Thành Long, Đàm Tiến Dũng. Đường truyền của Quế Ngọc Hải. Oceni, những giây cuối cùng. Cơ hội đã trôi qua. Có hai cầu thủ Sông Long An đang bị đau. Oceni đã rất cố gắng để giành giật cơ hội này. Tuy nhiên Kamuka cũng đã nỗ lực cản phá. Đông Á Thanh Hóa hòa nhau với tỷ số 0-0. Thay mặt cho ban tổ chức nửa cuối hiệp hai, Quế Hoài thường xuyên dâng lên quan tâm theo dõi phía trên của hàng phòng ngự để phát bóng và phát động tấn công. Sông Lam Nghệ An đã có rất nhiều nỗ lực, tuy nhiên họ đã không thể thắng đội bóng láng giềng Thanh Hóa trên nhà ở trận đấu ngày hôm nay. Cuộc đấu sức được chú ý, trận derby Bắc Trung Bộ giữa Sông Lam Nghệ An và Đông Á Thanh Hóa đã khép lại với tỷ số hòa 0-0. Sau trận đấu này, Đông Á Thanh Hóa được 12 điểm. Còn Sông Long An được 17 điểm và vươn lên xếp thứ 3. Nhất bảng vẫn là Hà Nội, xếp thứ 2 Hoàng Anh Gia Lai. Thứ 3 Sông Long An. Thứ 4 là Hải Phòng, bằng điểm Sông Long An. Buổi tường thuật của chúng tôi.